Cho các bạn trong video này tôi sẽ làm cái đế sạc và lấy nguồn đế sạc thôi cho cái pin Davitec DV3016 này. Cái pin này thì nói chung là pin tàu thôi chứ nó không có gì cả. Lấy mác là Davitec. Cái mạch bên trong của nó thì nó sẽ có hai phát sạc và một phát sạc, như vậy nó sạc được khoảng độ tầm 6-7A gì đấy. Có bốn chân, trong đó là chân P dương này, P âm này, và chân cạnh là chân C trừ, tức là chúng ta sẽ sạc thông qua chân C trừ với chân P cộng, còn lấy đầu ra để giấy thông qua P âm và P dương. Cái bộ pin này nó hỏng cái pin ở vị trí thứ ba này rồi. Đây, pin này bị chết rồi, cho tôi buộc phải đấu song song với cả cái cục pin ngoài để tôi test, bởi vì đây là bộ pin tôi mượn chứ không phải bộ pin của tôi. Bộ sạc thì nó sẽ có ba chân, như vừa nãy tôi nói, chân âm, chân dương và chân C trừ. Nó sẽ có cái đồng hồ báo để báo cái điện áp khi mà chúng ta sạc, tức là điện áp thực tế của pin. Ví dụ tôi cắm một cái bộ pin này, ở đây thì nó không có vỏ, vỏ tôi tháo lắp cái này, tôi không thay được pin bởi vì đây sao yêu cầu của khách. Chúng ta sẽ dùng cái sạc 16,8V để sạc, nó có bảo vệ sạc xạ. Bạn thấy là đây tôi đang dùng cái sạc 2,5A, công suất sạc đang cỡ khoảng 54W. Nó sẽ ngắt khi mà một cái bộ pin đạt đến cỡ chắc là 4V gì đấy, xem nào, 3,6. Cái bộ pin nào là cao điện áp nhất đây? Áp đỏ linh tinh vậy. Ok, bạn thấy nó có ngắt. 15,7, 15,0, 15,3, 14. Tức là một cái bộ pin này nó đầy. Bộ pin này là bộ pin điện áp cao nhất trong các cái bộ này, bởi vì bộ pin ngoài tôi đã sạc đầy rồi. Như vậy nó ngắt, bạn thấy này, điện áp nó nhảy này, 15,7, 15,0, 15,2. Khi nó đầy thì bạn sẽ phải rút ra, chứ còn cái này nó không không ngắt hoàn toàn. Đấy, cái điểm dở của một cái bộ mạch tàu, điện áp nó nhảy lung tung. Đèn báo thì bạn sẽ thấy là nhấp nháy xanh đỏ, tức là cái bộ pin nó đã đầy rồi. Do là có một cái cell nó bị lệch áp. Như vậy cái mạch này thì nó có bảo vệ xả và bảo vệ sạc, sạc không qua hai phép và sạc không qua một phép. Đây là cái bộ đế sạc cho cái pin Davitec 16V, tức là 16,8V tối đa. Xin các bạn đã theo dõi.